Ok, xin chào các bạn và tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại với các bạn từ đây. Trong video này thì tôi chia sẻ với các bạn về top 5 ứng dụng kiếm được nhiều tiền nhất năm 2019 trên điện thoại. Và đây là những cách mà bạn không cần phải bỏ vốn để bắt đầu. Và hãy xem hết cái video này thì đường link hướng dẫn tôi có để lại phía bên dưới video chi tiết hơn để các bạn có thể tìm hiểu được từ 5 cái ứng dụng này. Cũng như là trong năm 2019 thì tôi đang có cái dự án để làm sao đó tôi phát triển được trên 20 cách kiếm được tiền hiệu quả nhất từ online. Bạn có thể sử dụng bằng điện thoại, cũng có một vài những cái cách mà bạn sẽ bắt đầu bằng với cả laptop. Tuy nhiên rằng điện thoại thì nó sẽ nhiều hơn, đúng không nào? Và nếu như bạn đã xem video trước đây của tôi thì tôi có nhắc tới cho các bạn một cái điều là cái việc là chúng ta kiếm được hàng trăm triệu thu nhập cộng cộng một tháng, đó là sự thật hay nó chỉ là một cái lời nói sáo rỗng thôi. Và tôi đã chứng minh cho bạn biết được rằng nó hoàn toàn có thể là tạo được cái thu nhập tương tự như vậy nếu như bạn thực sự đầu tư thời gian và công sức vào để các bạn bắt đầu được với nó. Thì trong video này bạn hãy dành ra hết cái chuỗi thời gian của mình, chuẩn bị giấy bút, mình ghi chép lại tất cả những cái điều hay và mình note lại. Đấy, thì nếu như bạn thấy video này có hữu ích với các bạn thì đừng quên bấm một nút like và comment bình luận những cái điều mà bạn thấy tích cực ở phía bên dưới video này để tôi có thêm cái động lực để chia sẻ với các bạn tiếp những cái video tuyệt vời tiếp theo. Thì bây giờ tôi cũng có cái điện thoại smartphone nhỏ nhỏ của tôi ở đây và tôi bắt đầu tôi chia sẻ với các bạn về những cái ứng dụng giúp tôi có thể kiếm được tiền hiệu quả năm 2019 là gì. Thì kể tên đầu tiên tôi xin giới thiệu cho các bạn đó là ứng dụng Momo. Đối với ứng dụng Momo thì nó không còn quá gì xa lạ với chúng ta rồi. Nó có từ thời điểm năm 2016. Vào cái giai đoạn đó thì tôi cũng bắt đầu tôi chia sẻ về những cái video tôi nói về cách kiếm tiền với cả ứng dụng Momo. Thì cái thời điểm lúc đấy bắt đầu tôi chia sẻ thì cũng không có quá nhiều người tin tưởng làm sao có thể kiếm được tiền từ trên điện thoại hay là trên online. Các bạn có thể tìm thấy những cái video mà trước đây tôi đã chia sẻ nó lên tới vài chục nghìn lượt xem, thậm chí vài trăm nghìn lượt xem với cái ứng dụng nó tên là Momo ở đây. Đây thì tôi sẽ bật cho các bạn nhìn thấy được. Đó, và tới điểm hiện tại thì cái ứng dụng này vào năm 2019 các bạn hoàn toàn vẫn có thể kiếm được tiền và tạo được thu nhập với Momo và chia sẻ cho một người thành công thì các bạn sẽ có được 100k. Và một cái điều tuyệt vời đây nó từ năm 2016 tới điểm hiện tại thì dường như những cái tiền về tiền điện, nước, wifi hay là tiền vé máy bay, tiền mua sách hay là những cái tiền mà thanh toán ở trên internet thì tôi không có phần mất cái chi phí để bỏ ra các bạn. Và tôi cũng hoàn toàn có cái cách để làm sao đó mình có thể rút được cái số tiền đó về với cái tài khoản ngân hàng của mình. Thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở đây cái tài khoản của tôi tới bây giờ nó đang có rất là nhiều người người ta đăng ký qua cái của tôi cũng mỗi ngày. Và cứ như vậy thì tôi vẫn được nhận những cái phần thưởng phúc lợi từ Momo qua cứ mỗi lần đó. Tôi giới thiệu được một người thì có 100.000. Mà các bạn hình dung mà xem, nếu như bây giờ các bạn đã học cái cách mà tôi đã chỉ cho các bạn làm sao giới thiệu được 200 người, 500 người để họ tải cái ứng dụng của bạn về thì các bạn có một cái nguồn thu nhập không hề nhỏ một chút nào, đúng không nào? Đây, các bạn có thể nhìn thấy được cái lịch sử giao dịch. Giả sử đi vừa nãy thì tôi mới có mua một cái đơn hàng ở trên Tiki đó là về sách thì hết 994.000 và tất cả ở đây thì tôi đều sử dụng đó là qua cái ứng dụng là Momo. Nhưng thì tôi được cái phần thưởng ưu đãi của họ nên tôi không cần phải trả thêm phí, hay là cứ mỗi một tháng thì tôi đều nạp tiền điện thoại bởi vì cái nhu cầu gọi điện thoại của tôi khá là nhiều mỗi tháng. Ví dụ như tổng chi phí của tôi tháng này hết gần 2 triệu, tháng trước là 800k đó, rất là nhiều những tháng trước nữa đó. Thì nó đều liệt kê ở đây những cái thời gian trước đây mà tôi đã từng chi tiêu ra đó, các bạn có thể nhìn thấy được đó. Hay là hiện tại thì tôi vẫn còn đang có quà tặng là 59 cái quà tặng của Momo, ví dụ là được giảm vé xem phim hay là thanh toán tiền điện nước, internet, giảm giá vay tiêu dùng, bảo hiểm, hay là tôi mua ở Copmark, ở Google Play, hay là tôi thanh toán tiền điện nước, truyền hình cáp. Nó rất là nhiều những cái tiện ích khác nhau thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm ở cái đường link video tôi để phía bên dưới mô tả này. Thì đây là cái ứng dụng đầu tiên giúp cho bạn kiếm được tiền. Sau đó thì tôi sẽ đi qua tới ứng dụng số 2. Và nhắc tới ứng dụng số 2 thì chúng ta không thể bỏ qua một cái ứng dụng rất là tuyệt vời, đó là Ray. Nó trình duyệt của Ray thì đây là một trong những cái trình duyệt mà hot nhất năm 2019. Bởi vì sao?
khi mà bạn đã giới thiệu một người dùng về, cái người dùng đó không cần phải kích hoạt phức tạp giống như Momo và họ đã thành công một lượt đăng ký thì các bạn sẽ có được $5. Và $5 ở đây nó tương đương là hơn 100.000 tiền Việt Nam đồng. Và tới điểm hiện tại á, những cái tháng trước thì tôi cũng đã chia sẻ cho các bạn về những cái bằng chứng thu nhập giúp được gần 200 triệu từ cái trình duyệt Ray này về. Các bạn có thể tìm từ khóa là Sơn Piat Ray thì các bạn sẽ ra được những cái video nó liên quan về chủ đề này. Đó, và tới thời điểm hiện tại cái tháng này thì tôi cũng đã giúp được cho rất là nhiều những cái người học viên của tôi, họ tạo ra được cái kết quả bằng chứng thu nhập thực tế từ ứng dụng Ray này và hoàn toàn có thể kiếm được hàng trăm triệu từ Ray. Thì đường link mô tả tôi sẽ để lại phía bên dưới video, có phần 1, phần 2, phần 3, cách thức đăng ký như thế nào, cái hình thức kiếm tiền nó làm sao, nguyên lý trả thưởng như thế nào, thì bạn hãy xem video này được tôi hướng dẫn một cách chi tiết và cụ thể nhất. Sau đó bây giờ tôi sẽ đi và dẫn cho các bạn tới ứng dụng số 3. Ứng dụng số 3 ở đây mà tôi muốn nhắc cho các bạn mà cũng rất là ít người biết tới ứng dụng này, đó là ứng dụng tên là Timo. Đây là một trong những ứng dụng mà liên kết được với ngân hàng là VB Bank. Và khi mà các bạn giới thiệu được một người thành công thì các bạn sẽ được là 50.000. Cái người được giới thiệu họ cũng sẽ được 50.000. Và các bạn cũng không cần phải trả cái chi phí gì nha. Bạn chỉ cần hướng dẫn họ mở một cái thẻ, sau đó thì họ tới cái ngân hàng Timo và lấy cái thẻ cứng này về. Lấy cái thẻ cứng này về thì các bạn sẽ được 50k và người giới thiệu được 50k. Các bạn giới thiệu càng nhiều thì các bạn đã càng được nhiều thu nhập. Và cái ứng dụng này nó đã có cách đây được hơn 3 năm rồi và bây giờ nó vẫn rất là uy tín. Tôi vẫn nhận được tiền thanh toán của nó về mỗi khi mà tôi giới thiệu được về thành công. Như trên màn hình của tôi các bạn cũng có thể thấy được không ạ? Thì bây giờ tôi dường như tôi cũng rút ra hết tiền rồi. Và bây giờ thì tôi vẫn đang có 534.000 ở trên cái tài khoản là Spend Account. Và ứng dụng này thì nó trả thưởng rất là uy tín các bạn ạ. Trong nhiều năm vừa qua thì đây là ứng dụng số 3 để giúp cho các bạn tạo được cái thu nhập cho mình. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi tới ứng dụng số 4. Với ứng dụng số 4 này tôi nghĩ cũng không còn xa lạ gì với các bạn. Nó có tên là GoLive. Tức là các bạn hoàn toàn có thể dành thời gian nhàn rỗi của mình để lướt Facebook hay là dùng Instagram để các bạn có thể tạo được cái thu nhập thêm cho mình. Và khi mà tôi vào cái xếp hạng của tháng á, thì tôi vẫn nhìn thấy những bạn kiếm được 3 triệu, 4 triệu một tháng từ ứng dụng GoLive này. Và tôi cũng chỉ mới chơi nó thôi. Như video lần trước thì tôi chia sẻ với các bạn có hai cách để tạo được thu nhập. Cách số 1 đó là các bạn có thể tạo thu nhập với cái việc là làm nhiệm vụ mỗi ngày. Còn cách số 2 đó là các bạn đó tạo được cái thu nhập thông qua việc là bạn tuyển được referral, các bạn đã tuyển được lính, tuyển được cái số lượng người mời vào. Thì tôi đang làm theo cách số 2 và bây giờ mới chỉ đầu tháng thôi thì tôi hiện tại tôi đang có 1.142 người tôi giới thiệu được vào, và cứ mỗi một người họ làm nhiệm vụ thì tôi sẽ có được 5% thu nhập của họ đó. Và cái bảng này nó tính ra rất là ok. Và cái mục tiêu của tôi đang target tới là làm sao đó tôi có thể tăng được không phải là chỉ 1.000 người mà tôi sẽ tăng cái số lượng của tôi lên là 50.000 người. Và thu nhập nó không hề nhỏ một chút nào. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy được cái bằng chứng rút được tiền về này. Cách đây 8 phút, 16 phút, 16 phút, 17 phút, 35 phút thì họ đều kiếm được tiền và họ rút được về. Và cái này bạn có thể chuyển đổi nó ra thành tiền mặt chứ không phải là chỉ là thẻ cào. Bạn có thể rút về ví Momo của các bạn cũng được. Đó, thì video chi tiết tôi có để lại phía bên dưới này, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới ứng dụng cuối cùng, ứng dụng số 5. Ứng dụng số 5 mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn nó có tên là P Network. Đây là một trong những ứng dụng mà tôi đánh giá với các bạn về cái tính phát triển của nó rất là tốt. Mặc dù nó đang là trong cái dự án là thử nghiệm, tôi cũng chưa rút được về bằng chứng thu nhập thực tế từ ứng dụng số 5 này. Tuy nhiên rằng tôi thấy đội ngũ của họ làm việc cực kỳ tuyệt vời, rất là chuyên nghiệp. Và họ có nói rằng là khi nào mà được 100.000, khi nào có được 1 triệu lượt tải về, 1 triệu người dùng thì họ sẽ bắt đầu đưa cái đồng P Network này lên trên sàn. Và chúng ta có thể bán được đồng P Network này với cái giá ở trên CoinMarketCap. Và tới thời điểm cách đây khoảng hơn 1 năm, đó là ứng dụng Ray thì không ai biết tới cả. Và có rất là nhiều người làm nó trước kiếm được vài trăm triệu một tháng.
nhưng mãi sau tôi mới biết nó và tôi là người làm sau. Thì tôi tin chắc rằng cái Pi Network này nó cũng là một trong những cái dự án tương tự như vậy. Tới điểm hiện tại thì tôi đang có khoảng là 669 người đăng ký thông qua cái đường link của tôi và có 318 người đang hoạt động. Cái nhiệm vụ mỗi ngày của các bạn vào là gì? Các bạn chỉ cần bấm vào cái biểu tượng hình cái xét xanh xanh á, ở bên tay phải của tôi đây này, trên cái điện thoại á, thì các bạn kích hoạt nó thôi. Các bạn có thể để offline hoặc các bạn nó không cần wifi, các bạn tắt nó đi thì các bạn vẫn tạo được thu nhập từ nó. Và bây giờ nó đang có 550.000 người dùng rồi, thì chỉ cần một chút xíu thôi là sẽ có 1 triệu người dùng và nó sẽ đưa lên trên sàn. Cái ứng dụng này các bạn có thể vào trong những cái danh mục của họ, ví dụ là phần earn pi coi cái cách nó trả thưởng, vào cái phần earning team để các bạn đã xem được cái đội nhóm đội ngũ của các bạn, vào cái phần roles để các bạn có thể coi được cái quy luật, cái hình thức của nó trả thưởng ra nào, hay là bạn vào phần chat ở đây để các bạn tìm thấy được đó là những cái phần câu hỏi và những cái phần là liên hệ với admin, hay là các bạn có sẽ có đội nhóm để các bạn đã làm việc đây, bạn đã chat như trong đội ngũ, hoặc là bạn có thể vào cái phần là fact FAQ ở đây. Thì trong này nó có rất là nhiều những cái câu trả lời, những cái câu hỏi thường gặp và những cái câu trả lời. Bạn chọn là chế độ là tiếng Việt, chế độ tiếng Việt nó có rất là nhiều những cái câu trả lời có sẵn ở đây. Thì thường là các bạn nó có rất là nhiều câu hỏi nên ở đây nó đều có đầy đủ hết tất cả những câu trả lời cho các bạn rồi. Thì tôi tin chắc rằng trong cái năm 2019 này, khi mà đồng pin nó ra mắt, chỉ cần á, nếu mà bây giờ nó phát hành với cả số tiền nó là 0.1 đô trên một đồng pi, thì hiện tại tôi đang có 56.000 đồng pi, thì đâu đó nó khoảng là 5.600 đô la rồi, đúng không nào? Nhưng nếu như bây giờ nó là 1 đô la một pi thì nó lại là một con số khủng khiếp khác. Thì tôi hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục nó tăng trưởng lên theo thời gian. Ok, thì trong cái video này tôi đã chia sẻ cho các bạn nó tổng hợp đó là 5 cách để giúp cho các bạn nó tạo được cái nguồn thu nhập ở những cái ứng dụng kiếm được nhiều tiền nhất năm 2019. Và trong thời điểm tới thì tôi đang cập nhật thêm hơn 20 cách khác nhau và vẫn hiệu quả và kiếm được tiền trong năm 2019 này, thậm chí là năm 2020 đó, và nó đều có những cái bằng chứng thu nhập thực tế và kiếm được tiền, rút được tiền về tài khoản ngân hàng, bạn lấy nó tiêu vẫn được. Và bên cạnh đó thì tôi đang phát triển ra một cái chương trình, đó là chương trình huấn luyện coaching online 1:1. Chương trình coaching online 1:1 này không dành cho tất cả, nó chỉ dành cho một số lượng ít người thôi. Giả sử đi, video này của tôi có 10.000 lượt xem thì đâu đó một tháng tôi chỉ nhận được là 3 người thôi, 3 người đăng ký vào học chương trình coaching online 1:1 với mức học phí cũng tương đối khá là cao. Bạn cần phải có số vốn đâu đó khoảng 50 triệu để bắt đầu. Và trong chương trình này thì bạn sẽ được học hơn 20 cách mà tôi đang kiếm tiền, dĩ nhiên nó còn nhiều hơn nữa như vậy. Và nếu như bạn nó mong muốn đã tạo được thu nhập 10.000 đô la thu nhập trên internet thì cái chương trình này nó dành cho bạn, và video thông tin thì tôi để lại phía bên dưới ở phần mô tả này. Ok, và tôi chúc các bạn sẽ thành công trong những gì hướng dẫn của tôi và tạo được thêm cái nguồn thu nhập của mình trên internet. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và đừng quên bấm một nút đăng ký subscribe kênh YouTube của Sơn PS để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Bấm vào cái nút hình quả chuông nha các bạn. Đó, thì các bạn sẽ được nhận những cái video một cách chủ động hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.